Xin chào mọi người. Ở cái video ngày hôm nay mình muốn gửi tới các bạn cái nội dung là nên chọn cái loại lam nhôm chắn nắng gì cho các cái công trình như là trường học này, bệnh viện, cơ quan. Bởi vì cái câu hỏi này thì được rất là nhiều khách hàng bên mình quan tâm, rằng là khách hàng có khoảng 200-300 m² lam chắn nắng cần lắp và cần thi công cho công trình trường tiểu học này, trường mầm non, thì đặt câu hỏi cho bên mình là nên chọn cái loại lam chắn nắng nào cho nó vừa có thẩm mỹ đẹp này, rồi là giá cả phải chăng. Thì trong cái video này thì mình muốn trả lời câu hỏi đó của khách hàng, thì chúng ta nên lựa chọn cái loại lam nhôm chắn nắng trước như 13S. Bởi vì là trước hết là cái giá thành của loại lam chắn nắng này nó nằm trong cái phân khúc lam chắn nắng giá rẻ. Cái giá bán buôn của cái lam nhôm chắn nắng này sẽ dao động tại từng thời điểm khác nhau, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì giá bán buôn của loại lam chắn nắng 13S có giá là 450.000 đồng một mét vuông. Thì cái giá này sẽ phù hợp với túi tiền cũng như là cái mức đầu tư của rất là nhiều công trình, kể cả nhà nước rồi là tư nhân và hộ gia đình. Năm vừa rồi thì bên mình cũng có rất là nhiều khách hàng đặt mua cái sản phẩm lam chắn nắng này về để thi công cho trường học. Ví dụ như là khách hàng ở tỉnh An Giang thì có đặt 2 công trình lắp đặt cái lam chắn nắng 13S màu trắng sứ này cho 2 trường tiểu học ở thành phố Long Xuyên. Quý vị có cơ hội ghé ngang thành phố Long Xuyên thì có thể tham khảo các cái công trình lam chắn nắng mà bên mình đã cấp vật tư về. Cái video vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn cái nội dung là nên chọn cái loại lam chắn nắng nào cho phù hợp với công trình trường học, bệnh viện, cơ quan. Thì mình xin nhắc lại là cái lam chắn nắng mà các bạn nên chọn và cũng được khách hàng bên mình lựa chọn nhiều nhất thời gian vừa qua là lam chắn nắng 13S, bởi rất là nhiều các cái ưu điểm của nó. Các bạn muốn mình tư vấn và gửi thêm hình ảnh về các cái công trình đã lắp đặt lam nhôm chắn nắng 13S này thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại mọi người các video mới ạ.